Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây. Từ từ bá đạo người nha. Xin chào tất cả anh em của game kho báu truyền thuyết nha, mình đây từ từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chứ không phải video cho anh em xem video về online xa thì đăng kênh được premium phát hành rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta xem đi sang cốt và cập nhật quà cáp hiện tại của game kho báu truyền thuyết anh em nhé. Ok, đầu tiên làm qua nhiệm vụ, hôm nay tôi thấy nó ghé qua đảo cũ của tôi anh em. Thì hiện đang ra hỏi anh em có hứng thú với event tặng hạt không? 250 like cho một event liệu có xứng đáng không ta? Nếu xứng đáng anh em vote like đây nào các bạn ơi. Nếu video đạt được 250 like thì tôi sẽ mang con hạt này ra làm event cho anh em. Thời gian thì chúng ta sẽ chốt vào tầm thứ tư tuần sau nhá. Nếu mà đủ thì tôi sẽ thông báo anh em có event. Nói về anh em hiện tại chỉ cần đó là like và share video này trên Facebook dạng công khai và kêu gọi mọi người vote like cho video anh em. Đó. Đây anh em. 200 like liệu xứng đáng không các bạn? Ok. Rồi giờ trước tiên thì để xem nào, tôi đi lấy code anh em. Ok anh em, đầu tiên thì chúng ta ghé fanpage anh em nhé, xem bên fanpage chúng ta có gì hot không nào. Ok lag à. Ok kìa. Rồi lại nào anh em. Máy chủ mới. Có mới sự kiện ra mắt Katakuri thôi anh em. Đây, có mới sự kiện ra mắt Katakuri phát quà cho 5 bạn. Đó thì anh em nào được phần quà thì chính thủ online mà nhận ạ. Đây là hết anh em, đâu thông báo chính thức là Katakuri ra mắt. Đây anh em. Hết. Đó là sự kiện hiện tại anh em. Rồi ok các bạn, quay trở về in game này. Chúng ta đi nhập code anh em. Đây các bạn. Ok, có đẹp tuần bữa là chưa nhập anh em, tiện nhập luôn. Rồi. Thư thì chúng ta xem có gì hot không nào. 8 tháng 3. Ồ. Ồ ồ. Cũng khá khá đấy anh em, nhận nhanh nào. Ok các bạn, chúng ta cũng thu về được một số lượng quà cũng ngon lành đấy chứ anh em, đùa đâu ạ. Trời ơi, cũng được của nó luôn anh em, tuyệt vời ạ. Rồi rồi ok các bạn. Ok các bạn, giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quyển sự kiện nào anh em. Rồi. Mua nào. Hốt quà. Một lần. Rồi. Sự kiện. Điểm danh. Nạp liên tục. Quà. Rồi. Càn quét. Tranh thủ đi loạt bạo đây anh em. Này sẽ ngồi dậy để nâng cấp con hàng lại một lần nữa anh em. Lâu lâu lại vô pick con hàng lên. Cái nào là nhân phẩm mỉm cười sao anh em. Cuộc sống luôn luôn là những điều khó nói. Cống hiến này. Ok, tiếp tục luyện tập này anh em. Càn quét. Từ đã các bạn, cái con đường huấn luyện đấy phải từ từ anh em. Từ, chứ mắt từ hết đi anh em. Random nè. Ok, ta có nhiều. Hay 2 phiếu thôi hả? Hay 2 phiếu có vẻ hơi ít các bạn. Mười một k rồi. Từ bạn nhé, đợi tôi 5 giây tính toán xem nào anh em. 49 lận này.
Rồi ngon luôn anh em. Hai quần có hai ông đận rồi mà chứ không đâu anh em. Đi rút x10 đây anh em, đi rút x10 cho tính các bạn. Ok. Trời ơi lâu lắm mới rút đi nè. Tím anh em, cam nào. Ừ. Ít nhiều phải được một lần cam nhá. Lâu lắm rồi mới rút x10 mà. Visat. Nghe được các bạn, mở nào. Nạn ưu sấp cưng anh em. Thể lực. Ok, ta thiếu như thiếu một form Zoro nữa đúng không? Sao không phải là Zoro nhờ? Hai form Roro nữa anh em. Giờ hôm nay Ukuma lên trước các bạn, nó vô lý. Tỷ lệ bạo. Nên là ok. Ngon lành ngay các bạn, có gì đâu. Hồn nào. Bây giờ phải bình tĩnh em. Bây giờ trước mắt là phải bình tĩnh các bạn, để xem là chúng ta phải nâng cấp những cái gì đó cho nó hợp lý. Túi đồ. Ở đây chúng ta úp được thêm Kiraru. Không nhỉ, quân tông thích chơi Kiraru anh em, Kiraru không ngon. Bây giờ chơi Gap hoặc là Sengoku, đặc biệt Sengoku là ngon anh em. Thì bên hải quân này, bữa này là có Sengoku chơi ngon anh em nhé. Bên này chưa có Sengoku luôn ạ. Thuốc hoán đổi nó cũng đắt các bạn. Khó nhờ. Khó đấy, pha này hơi bị khó đấy anh em, tự tâm nào. Từ 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 anh em. Hỗ trợ ra xem nào. Thêm Marco về anh em, cầm Marco đi ngon hơn. Rồi cho Marco ra anh em. Roro. Chiêu chiến. Hồi phục HP anh em. Tăng trị liệu. Ok thế tăng trị liệu lại thua ta. Hai tác à. No vào anh em. Rồi. À quên. Có cho hả? Bây giờ cũng tính à? Ok kìa. À đến đây nó không cho nữa rồi anh em. Bây giờ đến đoạn này thì yêu cầu phải 5 hải tác thật này. Cầu 5 hai tác ra. À đây có Sengoku. Ồ, ở đây mình có này anh em này.
giá đi được của nó luôn các bạn. Rồi xem ra được lân lên anh em, vượt tháp ngon lành luôn. Từ các bạn, chúng ta có đến từ vị trí đô đốc Sengoku đâu rồi, thiếu chó đỏ Akilu à, còn phải dùng chó đỏ Akilu mới được các bạn. À, hơi cay nhỉ, thôi lại tích lại từ từ anh em, xong sau chiếm lại từ từ mới được. Còn đến bố già thì sao? Ok, thất vũ hải. Cũng không qua được bao nhiêu anh em, càng quét thôi. Phía bên này cũng chả khá khẩm hơn là bao nhiêu anh em. Thế thôi, thế thôi anh em, tạm thời như hôm nay thế này cũng ổn rồi. Ok, nói chung thì video ngày hôm nay thì chắc thôi anh em, tôi cũng lại xin phép kết thúc anh em tại đây. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video kênh Tiêu Tử Đường Bá Đạo rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn mọi người ở clip tiếp theo nhé. Bye bye.